Những hình ảnh chụp cảnh một người đàn ông ngủ say sưa dưới bóng ra mát mới đây được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Có lẽ anh chàng bán hàng quá mệt mỏi nên đưa chiếc xe chở hoa quả vào vỉa hè có bóng râm. Anh ngồi bệt xuống đất rồi nằm ngủ mê mệt. Khi đó, tay anh vẫn đang cầm xấp tiền rẻ. Có lẽ, người đàn ông này đang ngồi đếm tiền, mệt quá nên ngủ gật lúc nào chẳng hay. Đúng là giấc ngủ dội dàng, nhìn thôi cũng thấy bao nhiêu là mỏi mệt, khổ sở. Người đàn ông ngủ gục bên vệ đường. Tay vẫn cầm xấp tiền rẻ. Cuộc sống mưu sinh nào đâu dễ dàng. Nhiều người phải rong ruổi trên phố cả ngày, hy vọng bán được hàng để có tiền trang trải cuộc sống. Giấc ngủ để lấy lại sức lực, tinh thần cũng nào được nằm trên giường êm. Nhìn hình ảnh về người đàn ông này, người ta thấy xót xa quá đỗi. Nhìn những hình ảnh này mới thấy cha mẹ để kiếm được tiền nuôi con ăn học khổ sở ra sao. Như anh này, tiền đang đếm dở cũng không kịp cất đi mà ngủ gật luôn rồi, nghĩ mà tội quá, thương quá, một dân mạng bình luận. Đúng là mưu sinh nào dễ dàng gì, có những kiếp người khổ cực như thế để kiếm ra đồng tiền đấy. Mỗi khi thấy chán nản thì nghĩ đến những người khổ sở hơn ta thì ắt có động lực cố gắng phấn đấu.